thì bên đó có cũng việc làm tốt hơn, chứ ở đây thì, nhưng mà thành phố này đẹp hơn. Kể là thành phố đâu có ăn ở thành phố không, thì cứ đi, muốn đi thì qua đi thôi. À bà, trên này là nghe có không? Chiều hả? Tôi nói đến Ngoài tờ đúng rồi, không được vào vì thắng bên kia đâu. One way đúng rồi, tí nữa nghe em là chết toi đấy. sao đi vào đó chỉ chạy thẳng hoặc Thì là chạy thẳng này nè. Sao họ cầm chảo cấp gì chạy thẳng này rồi cấp gì nữa. Thank you.
về cái chỗ ăn bún á hả? Ở đó. Thì đây nè. Không phải cái đường này, sao một cái đây nè, đây nè, người ta nhìn đường thì biết chứ. Quay được chứ phải không? Được, có thể thẳng quay đi đâu? Kia nè, bây giờ cái đó, cái đường đó nè, đánh nói. Bây giờ thôi chạy thẳng. Cái đường này nó đi ra cũng đường kia mà đây đi ra cái chỗ này cho cái vết xe á, anh hiểu không? Thì đó. Rồi, anh biết rồi. Nhưng mà bây giờ tờ hợp đồng nhà còn không? Bây giờ nghiên cứu, tối nay phải nghiên cứu cái tên này. Một là dục họ Joseph, hai là dục họ Michael, ba là dục Vanga. Ngon rồi, cái chỗ đó là dở thiệt tình. Cái chỗ phở là gì?
chỗ mà nói là anh dở là cái chỗ kia kia, cái chỗ ngon mà nói cái chữ dở, cái chỗ tốt đó là cái chỗ ngon nhất rồi, mình ăn nào dở chỗ nào, không biết cái chỗ nào được mất mò bed.